Xin chào các anh chị và các bạn. Rất vui được gặp mọi người trong cái chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Trước đây mình có làm một số các video clip học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn nhưng mà ở trình độ sơ cấp. Thì có một số bạn đã nói là nên làm ở trình độ cao hơn để họ có thể tham gia, vì họ đã có một cái nền tảng nhất định rồi, tức là họ đã học qua một khoảng thời gian rồi. Cho nên mình làm thêm cái chương trình này nữa. Và song song chương trình sơ cấp thì mình cũng vẫn làm bình thường. Thì cách học của chương trình này là như thế nào? Tức là đầu tiên cũng học từ mới, sau đó chúng ta tìm hiểu về nội dung của bài, nghe đi nghe lại nhiều lần và cuối cùng là học thuộc lòng để kể lại. Nếu chúng ta có thể kể lại một cách trôi chảy lưu loát, không có thiếu nghĩa của cái đoạn văn đó thì xem như là thành công. Chúc mọi người học thật là tốt nhé. Nếu như có thắc mắc gì mọi người cứ viết phần comment, mình sẽ trả lời cho các anh chị sớm nhất. Và cái phần 1 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở cái chương trình nâng cao này á, đó là Khả chơ sư chi xe cơ chầu hổng. Khả chơ tức là xe tải. Khả chơ sư chi là tài xế xe tải. Xe cơ chầu hổng, xe cơ là viết bài hát và chầu hổng là phổ biến. Như vậy nguyên cái tựa đề của nó là Khả sơ sư chi xe cơ chầu hủng, có nghĩa là tài xế xe tải viết bài hát đã nổi tiếng. Rồi bây giờ chúng ta vào trong nội dung của bài xem sao nhé. Đầu tiên chúng ta tham khảo phần từ mới hoặc là các cái cụm từ. Đầu tiên chúng ta có nè, y sầu cơ. Y sầu cơ, cơ không là danh từ bài hát. Y sầu cơ là một bài hát. Sầu này là lượng từ của cơ, của bài hát. Nếu như mình quên thì mình có thể nói là ý cơ cơ cũng được. Ví dụ như là tôi đã hát một bài rồi đó. Và chẳng là ý cơ cơ. Bây giờ bạn hát đi, xem trái đi chẳng bà. Hay là bạn cũng hát một bài đi. Nỉ về chẳng ý cơ cơ bà. Cả ý cơ cơ là một bài hát. Từ thứ hai là mã hoa. Chúng ta thấy có từ hoa đó là nghĩ là hoa gì đó, nhưng không phải. Mã hoa là nó chỉ một cái loại bánh, là bánh ngọt mà sắn 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 vậy đó. Nó thành lọn lọn như vậy. Rồi, thì chút xíu nữa mình sẽ cho các anh chị xem cái hình của mã hoa là cái loại bánh như thế nào. Mình thấy hình như ở Việt Nam cũng có. Nếu ai biết cái tên nó chính xác là gì thì viết trong phần comment cho mình nhé. Từ thứ ba là liễu xiển. Liễu xiển là thịnh hành, tức là đang rất là phổ biến. Liễu xiển là rất thịnh hành, rất là phổ biến. Ví dụ như ta có cụm từ là liễu xiển cơ chỉ. Liễu xiển cơ chỉ tức là những ca khúc đang thịnh hành. Ví dụ trước đây có một thời vài năm thì mình cứ nghe đi đâu cũng nghe cái bài hát Duyên Phận, ví dụ đó là liễu xiển cơ chỉ đó. Còn bây giờ không biết còn liễu xiển nữa không thì không biết. Từ thứ tư chúng ta có đó là kênh chi. Kênh chi là căn cứ hoặc là dựa theo. Âm ấn Việt của nó là từ căn cứ. Và trong phạm vi của bài á, thì từ kênh chi này mình cũng có thể nói gọn là chi thôi. Ví dụ kênh chi léo trẻ, theo được biết, theo như được biết, hoặc là được biết. Kênh chi léo trẻ thì mình có thể nói gọn là chi léo trẻ, như vậy cho gọn đi. Từ thứ năm léo trẻ. Từ thứ năm léo trẻ có rất là nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là mình am hiểu về cái điều gì đó, hiểu sâu sắc về nó. Ví dụ tôi rất hiểu về anh ấy, quả hình léo trẻ tha. Tức là mình hiểu về tâm tư, tình cảm của anh ấy. Mình hiểu về suy nghĩ của anh, hiểu về cái hoàn cảnh gia đình của anh luôn. Ví dụ thế, quả hình léo chè tha. Rồi, tôi rất hiểu lịch sử Trung Quốc, quả hình léo chè Trung Quốc lý sử. Tôi không hiểu về lịch sử Việt Nam, quả bù léo chè duy nản lý sử. Hay là duy nản quẩn hoa, hay văn hóa Việt Nam. Rồi, léo chè còn có một nghĩa khác nữa, tức là tìm hiểu. Ví dụ tôi muốn đi sang Trung Quốc để tìm hiểu cái xã hội Trung Quốc nó như thế nào. 我想去中国了解了解中国的社会. Tìm hiểu về xã hội Trung Quốc. Rồi như vậy léo chè ngay chỗ đó thì là tìm hiểu, nó là động từ. Kế tiếp nữa chúng ta xem cái từ mới thứ 6. Thực ra nó là một cụm từ. Xè là viết, sư là thơ, mấy cái bài thơ ấy. Nhưng mà xè sư thì có nghĩa là làm thơ, chứ không phải là mình viết lại mấy cái bài thơ của người khác. Xè tức là những gì mình suy nghĩ mình viết ra là xè. Còn thầy cô nói cái gì mình viết trở lại, chép trở lại y như vậy,
thì gọi là chi. Ví dụ là khi khi họp á, giám đốc nói cái gì là em phải ghi lại nhé, về nhà mình nghe đi nghe lại xem thế nào. Rồi khai hội tại sự hồ chính lý số sắm mơ nì yêu chi xe lại hủy cha khứ gì phản phu thiên, về nhà có thể nghe đi nghe lại phản phu thiên, hoặc là khẩu ngữ hơn là thiên lại thiên suy gì đó. Rồi như vậy là nghĩ suy nghĩ viết ra thì là xè, viết ra là xè xuống lại. Thơ cũng do mình làm ra, mình tự suy nghĩ ra, cho nên làm thơ là xè sứ như từ thứ sáu. Từ thứ bảy là xè quẩn, là viết văn hoặc là làm văn cũng vậy luôn. Tức là tự mình nghĩ ra, mình viết ra là xè quẩn, xè sứ, xè quẩn, viết thơ là xè xiên, ví dụ thế. Từ thứ tám là chẻ su là kết thúc. Khi nào cái công việc này kết thúc vậy? Sống ở sở hồ cho cơ cung cho trẻ su. Hồi trẻ su sẽ kết thúc. Hay là chiêu trẻ su. Miễn thiên chiêu trẻ su, ngày mai sẽ kết thúc. Rồi, trẻ su là kết thúc. Từ thứ 9 là lý khai. Lý khai có nghĩa là rời bỏ, rời xa. Ví dụ, tha lý khai quả là cô ấy rời xa tôi rồi, tức là cô ấy bỏ tôi rồi đấy. Nì bẻ lý khai quả, em đừng có bỏ anh, đừng có rời xa anh. Là lý khai. Tha lý khai cuốn xứ là anh ấy đã rời khỏi công ty, tức là không có còn làm việc ở công ty nữa. Tha lý khai cuốn xứ là. Rồi. Cái tiếp nữa chúng ta có cái cụm thứ 10 là suy rãn tan sơ. Tuy nhưng. Ví dụ tuy rất bận nhưng mỗi ngày tôi đều đi tập thể dục cả. Rồi suy rãn hình mãn. Tan sơ mấy thiên. Của tôi chỉ toàn luyện sinh thị. Tuy rất mệt nhưng mà tôi vẫn cố gắng học tiếng Trung Quốc, ví dụ thế. Suy rãn khẩn lê tan sư của dễ do nụ ly sẽ sĩ trung vận sẽ sĩ hàn dị. Suy rãn tan sư đó là một cái cụm đi chung như vậy. Tiếp nữa chúng ta có cái bảng thứ ba, cái từ thứ 11 là quan dị, là liên quan đến. Quan dị là liên quan đến, ví dụ như là liên quan đến cái chuyện của ngày hôm qua đó thì tôi không biết giải quyết làm sao nữa. Quan dị chỗ thiên tài sư, của về bố trí tao chẳng mơ trẻ trẻ. Liên quan đến cái việc này á, tôi cảm thấy rất là phức tạp, anh tự giải quyết thì tôi không giúp cho anh được đâu. Liên quan đến việc này là quan dị trái chén sơ, anh tự giải quyết đi, nì chứ chỉ trẻ trẻ ba, nì chứ chỉ chúa ba, anh tự làm đi. Một phút nẫn bán nì, tôi không thể giúp anh được. Rồi quan dị là liên quan đến. Rồi, ta có từ thứ 12 là rảnh chi, cái này thuộc về khẩu ngữ thôi. Rảnh chi tức là có tiếng, có cái nghĩa là dầu miệng. Rảnh chi là dầu miệng. Khảnh dầu rảnh chi là rất là nổi tiếng, giống như khảnh dầu miệng vậy đó. Khảnh dầu miệng. Kế tiếp chúng ta có cái cụm thứ 13. Sinh chi là hứng thú, hoặc là cái niềm hứng thú, niềm đam mê. Rồi ai ho là sở thích. Hai cái từ này cũng gần nghĩa với nhau. Như vậy nếu ghép chung là sinh chi ai ho thì mình cũng có thể dịch là niềm đam mê thôi. Sinh chi ai ho. Kế tiếp chúng ta có cái từ, cái cụm thứ 14 là xè chu. Xè là viết, xè chu là viết ra. Từ chu này là lạp bổ ngữ chỉ xu hướng. Xè chu hoặc là xè chu lại, viết ra. Xè chu. Nói ra là số chu hoặc là số chu lại. Trong lòng anh suy nghĩ cái gì anh cứ nói ra đi, xem tôi có thể giúp cho anh được không. Nì xin lý xẻng sắm mơ nì so chú lại bà khát gan của nấm bất nấm băng nì. Như vậy so chú hay là so chú lại có nghĩa là nói ra. Từ chú này là bổ ngữ chỉ xu hướng. Kế tiếp ta có từ thứ 15 là chầu hủng. Như ở trên cái tựa bài chúng ta có đề cập tới chầu hủng. Chầu là đi, còn hủng là màu đỏ. Nhưng mà chầu hủng này ghép vào thì có nghĩa là hot, là phổ biến, tức là nhiều người biết đến. Chầu hủng Trung Quốc tức là phổ biến cả ở Trung Quốc. Cái bài hát đó đó, na cưa cưa hoặc là na sầu cưa, chầu hủng Trung Quốc tức là nó phổ biến cả Trung Quốc, hoặc là nó nổi tiếng ở cả Trung Quốc. Và sau đây chúng ta vào nội dung của bài nhé. Chúng ta sẽ nghe mình đọc từng câu và mình giải thích ý nghĩa rõ ràng. Trâu lẻng của Trâu là họ Châu hoặc là họ Chu, ví dụ như là Phan Châu Trinh, Phan gì đó chữ Châu đó là nó đó.
Rồi châu hay là chu cũng được. Rồi trâu lẻng của là châu hoặc là chu lương quốc. Lẻng là chữ lương. Lương cũng có nghĩa là tốt các bạn. Lương là tốt. Lương tâm tức là cái tâm tốt. Anh còn lương tâm không vậy? Tức là anh còn cái lòng tốt không, hay là lương tâm của anh, cái lòng tốt của anh nó bị mất tiêu rồi, hay chó ăn mất rồi. Ví dụ nó chửi nhau nó nói như vậy đó. Rồi như vậy lẻng là tốt. Ví dụ như ở trong các cái lý lịch mà mình viết á, ví dụ như trình độ tiếng Hoa, Hán Việt sự phiện hay là Trung Quốc sự phiện hai chấm thì mình ghi là tốt chứ gì là lẻng họ. Ở trong lý lịch đó mình sẽ viết như vậy, lẻng họ. Nếu viết là họ cũng được nhưng mà nó không có đúng với cái văn phong của cái thứ văn bản đó. Lẻng họ, lẻng là họ, họ là lẻng thôi. Trường phái cải lương đó, ở Trung Quốc có cái trường phái cải lương. Cải lương, cải là thay đổi và lương là làm cho tốt hơn. Lương là tốt. Rồi cải lẻng phái, phái cải lương tức là phái mà nó thúc đẩy những cái chương trình học gì đó cho tốt hơn. Rồi trâu lẻng của là chu lương quốc hay châu lương quốc cũng được. Sủng xiên rển, sủng xiên là Trùng Khánh, thành phố Trùng Khánh. Sủng xiên rển là người, người Trùng Khánh. Tha xẻ là y sầu cơ, tha xẻ là y sầu cơ, anh ấy đã viết một bài hát. Tha xẻ là y sầu cơ. Chèo mã hoa cô nàng, chèo là tên là hoặc là gọi là mã hoa cô nàng. Mọi người nhớ tên tác phẩm, tên của những cái bài viết rồi này nó là nằm trong cái dấu ngoặc đó mà chỉ có tiếng Trung Quốc mới có thôi. Mã hoa cô nàng là cô gái. Mã hoa cô nàng, khi mà mình lên mạng mình tra thì là nó nói là cái hình một cái cô gái tóc xoắn. Mã hoa không là những cái bánh tròn tròn lọn 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 đó, nhưng mà mã hoa cô nàng là những cái cô gái mà có mái tóc xoắn, mái tóc lọn lọn dài xuống thì gọi là mã hoa cô nàng. Rồi tha xẻ lời y sầu cưa, chèo mã hoa cô nàng. Trơ sầu cưa là cái bài hát này xem trai phê sản liễu xiển bây giờ rất là thịnh hành. Và mình có nghe thử, mình không nghe bằng tiếng phổ thông mà mình có nghe bằng tiếng Quảng. Mình không có hiểu nhiều nhưng mà thấy cũng hay, tức là về cái nhạc của nó cũng hay. Trơ sầu cưa xin trai phê sản liễu xiển, bài hát này hiện nay vô cùng thịnh hành. Phê sản là vô cùng thịnh hành. Tha về yên quê trơ sầu cưa, anh ấy cũng vì cái bài hát này chầu hũng Trung Quốc mà đã nổi tiếng khắp Trung Quốc, nổi tiếng khắp Trung Quốc. Tha về yên quê trơ sầu cưa cũng vì cái bài hát này chầu hũng Trung Quốc, tức là nổi tiếng ở Trung Quốc đấy. Tiếp nữa, tan sư hỉnh sào dù rỉnh chưa tao, tan sư là nhưng, hỉnh sào là rất ít, hỉnh sào dù rỉnh chưa tao rất ít. À, có người biết rằng hỉnh sào dù rỉnh chưa tao, ít người biết rằng trâu lẻng của tờ cung chua bố sư xẻ cưa. Trâu lẻng của tờ cung chua là công việc của anh Châu Lương Quốc. Bố sư xẻ cưa không phải là chuyên viết bài hát. Ở sư là mà là, ở sư y miễn phụ thông tờ khả trơ sư chi, mà là một tài xế xe tải bình thường thôi. Phổ thông là phổ thông, có nghĩa là bình thường, không có gì nổi trội nổi bật cả. Ở đây chúng ta lưu ý, nó có cấu trúc là bố sư ở sư, bố sư xe cơ, ở sư y miễn phổ thông tờ khả trơ sư chi. Y miễn tức là y cơ thôi, không có gì khác. Như vậy mình dịch lại nha. Nhưng ít người biết rằng công việc của anh Châu Lương Quốc không phải là viết nhạc mà là một tài xế xe tải rất bình thường. Tiếp nữa chúng ta có kênh duy lẻo chẻ, thì kênh duy hồi nãy trong bảng từ mới mình đã giải thích rồi, theo dựa theo hoặc là căn cứ đó. Kênh duy mình có thể nói gọn là duy thôi, duy lẻo chẻ thì mình chỉ gom chung là mình dịch là được biết. Được biết không cần giải thích nhiều gì hết đó. Được biết. Trâu lẻng của sủng xèo chiêu sĩ hoan, Trung Quốc quẩn rẻ. Trâu lẻng của sủng xèo anh Châu Lương Quốc. Sủng xèo là từ nhỏ, chiêu sĩ hoan là thì đã thích.
thích cái gì nào trung của quyển sẽ là văn học Trung Quốc. Châu liễn của Sùng Xiao chưa sĩ hoan trung của quyển sẽ. Sĩ hoan xẻ sư, xẻ quẩn. Sĩ hoan xẻ sư, xẻ quẩn. Thích làm thơ, viết văn. Cao trung xẻ sĩ trẻ su hô. Cao trung xẻ sĩ, tức là học cao trung. Cao trung xẻ sĩ trẻ su hô. Trẻ su là kết thúc. Hô là sau khi, nhưng mà dịch là sau khi kết thúc. Học trung học, kết thúc trung học. Trung học đây tức là cấp 3 đó. Trung học phổ thông á. Cao trung xẻ sĩ trẻ su hô. Châu liễn của Lý Khai Lào Cha. Anh châu Lương Quốc đã rời khỏi quê hương Lý Khai Lào Cha. Chi là ta chẳng sư công dô. Chi là ta chẳng sư công dô. Đã đi đến thành phố lớn để làm việc. Tiếp nữa chúng ta thấy nè. 1993 nền, ta mải lờ ý liang khả chơ. 1993 nền, năm 1998, ta mải lờ ý liang khả chơ. Mải lờ là đã mua, anh ấy đã mua ý liang là một chiếc. Khả chơ là xe tải. Zuo lờ khả chơ sư chi. Zuo lờ khả chơ sư chi. Và đã làm một cái tài xế xe tải. Trơ cơ cung zuo phê chẳng lê. Trơ cơ cung zuo cái công việc này. Phê sẵng lê là cực kỳ mệt. Thì mình có thể dịch thoáng hơn là cực kỳ vất vả hoặc là vô cùng vất vả. Trơ cơ cung dô phê sẵng lê. Châu liễn của chiến chẳng súng rào sang mảng đau hoàn sang. Châu liễn của chiến chẳng châu Lương Quốc, anh châu Lương Quốc thường xuyên. Chiến chẳng là thường xuyên. Súng rào sang là từ sáng sớm. Mảng đau hoàn sang là bận cho đến chiều tối. Bận cho đến tối. Châu liễn của chiến sản súng rào sang mảng đau hoàn sang. Suy rãn cung cho bị treo mảng. Suy rãn cung cho bị treo mảng. Tuy công việc khá là bận rộn. Bị treo cái nghĩa nó là thấp hơn hình một chút. Như là khá bận hoặc là tương đối bận. Còn nếu hình mảng thì là rất bận rồi. Suy rãn cung cho bị treo mảng. Tuy công việc khá bận. Tan sư tha, nhưng mà anh ấy hải sư mày thiên khan su xè quẩn. Hải sư đây không phải là hay là dùng ở trong câu hỏi, mà hải sư đây có cái nghĩa khác là vẫn là. Nhưng anh ấy vẫn hoặc là vẫn là vẫn thôi. Tan sư tha hải sư mày thiên khan su, mỗi ngày là đều xem sách. Xè quẩn là viết văn. Như vậy là tuy công việc khá bận rộn, nhưng mà mỗi ngày anh ấy vẫn xem sách và viết văn. 2015年7月 tháng 7 năm 2015. Tha zai shu dian li kan dao le yi ben guan yu xie ge de shu. Rồi mình phân tích từ từ cái cụm này nhé. Tha zai shu dian li, anh ấy ở trong nhà sách. Ở trong tiếng Hoa thì luôn luôn ở đâu mới làm gì, cho nên là tha zai shu dian li, ở trong nhà sách rồi mới khan to là trông thấy. Trông thấy hoặc là nhìn thấy hoặc là đọc được cũng có thể dịch như vậy. Khan to gì nữa? Khan to là di bình, đã đọc được một quyển. Một quyển gì nè? Quan yu xè cơ tờ su, tức là một cái quyển sách, nhưng mà quyển sách là liên quan đến viết những cái bài hát. Rồi khan to là di bần là một quyển nha. Quan yu xẻ cơ tờ su. Quan yu xẻ cơ là liên quan đến viết bài hát. Quan yu xẻ cơ tờ su là cái sách liên quan đến viết những cái bài hát, cái cách ký âm hay là gì đó. Tha khai sử xẻ sĩ xẻ cơ. Tha khai sử xẻ sĩ xẻ cơ, anh ấy bắt đầu học viết bài hát. Khai sử xẻ sĩ xẻ cơ. Sống 2015 到现在, sống 2015 到现在, từ năm 2015 đến nay, Châu Liễn của ý cộng xẻ là 300 多首歌. Châu Liễn của là anh châu Lương Quốc, ý cộng xẻ là, ý cộng là tổng cộng, xẻ là đã viết, tổng cộng đã viết
Rồi, sanh bài tố là hơn 300, sanh bài tố sầu cơ là hơn 300 bài hát. Trâu lẻng của dĩ công xẻ là sanh bài tố sầu cơ. Dù ý xé có một số, tức là có một số bài hát đó. Trai hoàng sang là ở trên mạng. Hẳn dầu rỉnh chi, hẳn dầu rỉnh chi có nghĩa là hẳn dầu miệng. Như vậy là có một số bài hát ở trên mạng rất là nổi tiếng, có nghĩa là rất nổi tiếng trên mạng. Dù ý xé trai hoàng sang, hẳn dầu rỉnh chi. Hồi nãy mình có từ rỉnh chi tức là có tiếng á. Tiếp nữa, suy rảnh xẻ cứa mấy giờ thay tua chén, suy rảnh xẻ cứa tuy viết bài hát mấy giờ thay tua chén, không có nhiều tiền lắm, tức là không có kiếm được nhiều tiền lắm đó. Suy rảnh xẻ cứa mấy giờ thay tua chén tan sơ là nhưng. Như vậy chúng ta có cái cấu trúc hồi nãy mình mới gặp là suy rảnh tan sơ tuy nhưng. Là nhưng sao nào, tan sơ trâu lẻng của hải sư phi thường sĩ hoan. Nhưng mà cái anh Châu Lương Quốc này hải sư là vẫn phi thường sĩ hoan, là cực kỳ thích. Trơ cơ sinh suy ai ho, cái niềm đam mê này, sinh suy ai ho nãy mình gom chung vào tức là niềm đam mê. Tha si quan gì hô, anh ấy hy vọng sau này, anh ấy mong sau này cũng được. Tha si quan gì hô, nẫn xẻ chú có thể viết ra cân tố thơ họ cứ. Như vậy là anh ấy hy vọng sau này có thể viết ra được nhiều bài hát hay hơn nữa. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 1 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ nâng cao. Chúc mọi người học thật vui và hiệu quả nhé. Thân chào.